phát hiện nguyên nhân tài xế và nhân viên xe buýt múa võ người đi đường. Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại màn ẩu đả giữa tài xế, nhân viên xe buýt cùng tài xế xe công nghệ khiến dư luận đặc biệt quan tâm, tranh cãi gay gắt. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 25 phút sáng ngày 6 tháng 8 tại vòng xoay Lý Thái Tổ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm trên, ông T.D.Q, tài xế lái xe buýt số 150, tuyến bến xe buýt Chợ Lớn, Tân Vạn do Hợp tác xã Vận tải 19 tháng 5 đảm nhận, điều khiển phương tiện lưu thông trên đường Lý Thái Tổ. Trên xe lúc này có nhiều hành khách và một nhân viên phục vụ là anh T.N.T. Khi di chuyển trên đường, xe buýt số 150 này đã xảy ra mâu thuẫn với một xe ô tô công nghệ chạy cùng chiều phía trước. Và khi tới vòng xoay, tài xế và tiếp viên dừng xe giữa đường xuống nói chuyện với tài xế xe công nghệ. Trong lúc nói chuyện, cả ba người lao vào đánh nhau. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân đi đường vào can ngăn. Hành vi của hai bên khiến dư luận bức xúc. Trong hôm nay, ngày 8 tháng 8, đoạn camera hành trình của xe buýt được chia sẻ đã phần nào hé lộ một phần nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn giữa hai bên. Theo nội dung đoạn camera hành trình, thì xe công nghệ đã nhiều lần cố ý tạt đầu xe buýt. Tối ngày hôm qua, 7 tháng 8, thông tin trên báo chí, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đề nghị Hợp tác xã Vận tải 19 tháng 5 tạm ngưng công tác đối với lái xe và nhân viên phục vụ xe buýt để làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.